Mau nhìn xem chàng trai này nộp sơ yếu lý lịch thế nào. Anh giả vờ làm nhân viên vệ sinh, rút dây thép ra cắt đứt ống nhựa, nhét sơ yếu lý lịch vào bên trong ống nhựa, sau đó lấy vali vào trong thang máy, cởi bộ đồ lao công ra, lộ ra một bộ vest cà vạt lịch sự. Sau đó hiên ngang đi vào trong đại sảnh của ngân hàng. Giả là nhân viên mới ngày đầu tiên đến ngân hàng làm việc, nhân viên không nhận được thông báo tuyển người. Chàng trai nhắc nhở cô, bên nhân lực đã gửi hồ sơ cho cô rồi. Nhân viên lập tức tìm kiếm, quả nhiên tìm được sơ yếu lý lịch của chàng trai ở trong ống. Sau khi xác nhận anh là nhân viên mới, nhân lúc trò chuyện, chàng trai nhanh tay lấy thẻ của cô nhân viên, sau đó lấy thẻ nhân viên mở vét bảo hiểm của ngân hàng ra, điểm trước mặt được chất như núi. Chàng trai lấy 3 triệu đô nhét vào trong vali, sau đó bước ra khỏi ngân hàng như không có chuyện gì xảy ra. Lúc này FBI đã đợi sẵn ở bên ngoài từ lâu để chặn anh lại, lẽ nào bị bắt rồi sao? Đương nhiên là không. Chàng trai tên Min, anh ấy giao tiền cho FBI, là FBI đã sắp xếp Min lấy tiền trong ngân hàng. Thực ra là họ đang kiểm tra hệ thống an ninh của ngân hàng. Qua kiểm tra có thể thấy hệ thống bảo an của ngân hàng có rất nhiều lỗ hổng. Hóa ra 3 ngày trước, tất cả các ngân hàng đều nhận được một tấm danh thiếp tự xưng là kiến trúc sư. Tên kiến trúc sư này tháng trước đã gây án ở nước ngoài, nghi phạm rất ngông cuồng. Trước khi cướp ngân hàng, hắn ta đều gửi danh thiếp của mình đến ngân hàng. Hơn nữa, tất cả các ngân hàng trong thành phố này đều sử dụng cùng một loại hệ thống bảo an. Nếu như bị tên kiến trúc sư trên danh thiếp đột nhập, thì tất cả ngân hàng sẽ bị cướp sạch sành sanh. Thông qua phân tích chữ ký trên danh thiếp, Min phát hiện ra chữ cái đầu, chữ A vô cùng giống với chữ ký của một họa sĩ. Họ đoán rằng nghi phạm này thích tác phẩm của người họa sĩ đó. Diana điều tra tư liệu của những người bán đấu giá tác phẩm của người họa sĩ đó. Trong 2 năm gần đây, Marie đã nhiều lần chụp lại các tác phẩm của người họa sĩ này. Họ đoán chắc rằng Marie có liên quan đến người kiến trúc sư trên danh thiếp. Chúng ta sẽ đi gặp anh ta. Min và cảnh sát Peter đến chỗ ở của Marie. Peter lấy tấm danh thiếp của kiến trúc sư ra. Anh biết thế này không? Tôi đâu phải kiến trúc sư chứ. Cuộc thăm dò không hỏi được bất cứ manh mối nào cả. Marie sau khi chế giễu họ một hồi, liền gọi thư ký đến người họ đi. Hai người này xin nghi ngờ đối với phương hướng điều tra. Marie là một tỷ phú giàu có, không có lý do gì để cướp ngân hàng cả. Min cho rằng Marie nhàn hàng như vậy, đánh bom ở trong nhà, có thể cướp ngân hàng chỉ là để thú vui. Họ quyết định tìm kiếm manh mối từ thư ký của ông ta. Min cố tình giả vờ tình cờ. Khi hai người trò chuyện, Min nhân cơ hội lấy trộm điện thoại của cô thư ký, đưa cho người đồng nghiệp đến tiếp ứng. Sao chép toàn bộ dữ liệu trong điện thoại của cô ấy? Thông qua dữ liệu trong điện thoại của cô ấy biết được, trưa ngày mai Marie sẽ liên kết với một nhóm cướp ngân hàng. Xem ra bắt được hắn dễ dàng rồi. Đột nhiên còi báo động của ngân hàng vang lên, toàn bộ FBI vũ trang đều xông vào ngân hàng. Qua điều tra phát hiện chuông báo động chỉ là một chiếc đồng hồ. Tất cả đều là chiêu trò của nhóm cướp của Marie, chơi đùa FBI quay vòng vòng. Thông qua xoay vòng vòng như vậy, Marie sẽ nắm bắt được lỗ hổng trong hệ thống an ninh của ngân hàng. Thế nhưng chuyện này không đơn giản như vậy. Thời sự đưa tin, hôm nay hệ thống báo cảnh sát của 36 ngân hàng đều bị kích động. FBI đã ra quân toàn bộ. Min nhận ra đây là màn công hỏa mù của Marie cho FBI. Mục đích của hắn chính là phân tán sự chú ý của FBI. Mục đích của họ là ngân hàng trung tâm. Quả nhiên, trong camera giám sát của ngân hàng trung tâm, nhóm cướp đã kích điện đánh mất bảo vệ, người phụ trách hệ thống bảo an của ngân hàng, Sarah vừa bước vào ngân hàng. Thì hai người đàn ông đeo mặt nạ tiến về phía cô ấy, bởi vì chỉ có cô biết mật khẩu của phép bảo hiểm. Sarah nhận ra lập tức bỏ chạy, nhưng lại bị tên cướp phía sau chặn lại, thả đưa ra. Họ khống chế Sarah. Min và Peter vội vàng đến trước cửa ngân hàng trung tâm. Nhìn thấy tên cướp đang kéo người bảo vệ bị ngất đi, Sarah bị khống chế. Cửa lớn của ngân hàng đã bị bọn cướp khóa trái từ bên trong. Trong tay bọn cướp có súng. Hai người chỉ có thể trèo lên cầu thang từ phía sau. Họ muốn trèo vào trong ngân hàng từ cửa thông gió. Thế nhưng Marie sớm đã biết được lỗ hổng của ngân hàng. Hắn ra sắp xếp một tên cướp canh giữ ở trên nóc nhà. Peter nổ súng bắn rơi bộ đàm trong tay hắn. Tên cướp cũng nổ súng về phía Peter. Sau đó nhân cơ hội bỏ chạy. Hắn muốn chạy xuống báo tin. Min và Peter bộ đuổi theo cứu người. Không còn thời gian đuổi theo tên cướp nữa. Súng sẵn sàng. 1, 2, 3. Hai người thuận lợi bò vào trong ngân hàng từ đường thông gió. Lúc này nhóm cướp đang ép Sarah nhập mật mã, mở kết bảo hiểm của cửa hàng ra. Nhóm cướp xếp tiền vào trong vali. Hai tên còn lại trói Sarah lên ghế trong phòng làm việc. Để cứu Sarah, Min nghĩ ra một cách, sập vào đường điện của ngân hàng. Toàn bộ ngân hàng lập tức chìm trong bóng tối. Họ bạc mất điện rồi, đi ra ngoài xem có cảnh sát không. Sau khi thuận lợi đuổi được hai tên cướp, Peter trốn phía sau chúng nhân cơ hội lẻn vào trong túi Sarah. Lúc này vài cảnh sát bên ngoài ngân hàng vang lên. Cảnh sát đúng rồi, mau quay trở lại kho bạc. Bọn cướp nhanh chóng tập hợp ở kho bạc. Nhóm cướp này đang cướp ngân hàng. Chúng xếp rất nhiều tiền mặt vào trong vali. Lúc này bên ngoài ngân hàng còi báo động của cảnh sát vang lên. Nhóm cướp vội xách vali điện tử nhanh chóng trốn thoát từ cửa sau. Khi Min đuổi theo ra cửa sau thì chỉ nhìn thấy dòng người tấp nập. Nhóm cướp đã biến mất trong dòng người, chỉ còn lại một chiếc mặt nạ của bọn chúng rơi dưới đất. Ngân hàng vừa bị cướp, Marie lại chủ động đến tìm Peter. Bạn tưởng rằng ông ta đến cướp cứu sao? Đương nhiên không phải. Mục đích ông ta tìm đến là để tố cáo Peter. Không có chứng cứ và phỉ báng ông ta. Peter biết chính là Marie đã cướp ngân hàng, nhưng không có chứng cứ. Trước khi cướp ngân hàng gửi danh thiếp đến cho ngân hàng,
sau khi ra tay còn đến để khiêu khích FBI. Tên cướp ngông cuồng như vậy, cảnh sát phá án bao nhiêu năm qua cũng chưa từng gặp. Điều này khiến Peter vô cùng tức giận. Peter thề rằng nhất định sẽ bắt Margie về chịu tội. Ngân hàng thống kê, lần này ngân hàng đã bị cướp đi 82 triệu đô. Nhưng điều tra camera, sau khi phân tích phát hiện ra vấn đề, dựa theo kích thước của loại vali này, một vali có thể đựng được khoảng hơn 8 triệu đô. Đến tên cướp mỗi tên sách 2 vali, 8 vali có thể đựng được khoảng hơn 66 triệu. Nhưng số tiền bị cướp lại là 82 triệu. Vậy số tiền còn lại đang ở nơi nào chứ? Họ nghi ngờ trong ngân hàng có nội gián. Nin và Peter đến tìm Sarah, người bị bọn cướp khống chế. Một lần nữa đến kho bạc của ngân hàng, họ yêu cầu Sarah mở tủ gói biển số 213 ra. Nhưng Sarah lại lấy lý do là xâm phạm tài sản cá nhân của khách hàng, từ chối mở két. Trừ khi có lệnh khám xét thì mới có thể mở. Peter rút chiếc chìa khóa giám đốc ngân hàng đưa cho anh ra. Hóa ra chiếc tủ bảo hiểm này 2 tháng trước đã được chú của Sarah thuê. Thế nhưng chú của Sarah lại qua đời ngay sau đó. Peter nghi ngờ Sarah xâm phạm két bảo hiểm của chú cô ấy. Sarah vì để chứng minh trong sạch đã giao chìa khóa cho hai người. Peter mở két bảo hiểm ra, bên trong quả nhiên đựng rất nhiều tiền. Sarah thấy tình hình bất ổn liền rút súng ra uy hiếp Nin và Peter, lấy túi đến rồi xếp tiền vào trong đó. Nin chỉ đành làm theo. Lúc xếp tiền, Nin và Peter cố tình xảy ra tranh chấp. Nhân lúc Sarah mất tập trung, mau câm miệng, Nin dùng lực đập sập tiền có chứa túi màu nhuộm. Túi màu nhuộm bị vỡ tung, mắt của tôi. Peter lập tức chạy đến cướp súng trên tay Sarah. Sau đó Sarah bị cảnh sát tập vào bắt đi. Marie không biết chuyện gì xảy ra vẫn đang ung dung đánh bom. Thư ký đem một bức thư đến. Bên trong là danh thiếp của Peter. Nếu Margie trước khi cướp ngân hàng đã nhân cùng gửi danh thiếp đến cho ngân hàng, vậy thì Peter cũng dùng cách tương tự để thông báo cho hắn. Cô đứng bắt anh đây. Hóa ra Sarah sau khi bị bắt đã khai ra Margie. Cuối cùng cảnh sát cũng bắt được tên Margie nhân cùng của chị.